Vâng, anh em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Đồ Phóng nha. Lại là em đây. Vâng, thực sự là ngồi dọn, lau chùi rồi là vệ sinh rất là mất thời gian các bác nhá. Đấy, ok. Trước khi đến phần review và giới thiệu sản phẩm thì cũng rất mong tất cả các bác đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chung giúp em để không bỏ lỡ qua bất cứ video nào bên em. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người nhá. Kênh YouTube Thọ Đồ Phóng, số điện thoại cũng 937481666. Vâng, ngày hôm nay thì em lại sưu tầm được vài cây các bác nhá. Sưu tầm được vài cây vang cơ lai số các bác ơi. Bây giờ là vang cơ lai số đang hot hot ơi là hot luôn. Cứ về đến đâu là hết đến đấy, bởi vì là cái độ hiệu quả của nó các bác nhá. Độ hiệu quả của dòng cơ lai số này là thứ nhất là dễ chỉnh. Hiệu năng nó mang lại rất là tuyệt vời. Đó, và giá thành rất hợp lý các bác nhá. Lại có vài cây thôi mọi người nhá. Có vài cây. Và em sẽ để cho mọi người không phải mất thời gian chờ lâu và sẽ có từng giá sản phẩm một báo cho mọi người luôn. Hai cái kênh trên đầu tiên là dòng máy 9908 các bác nhá. Máy 9908, ok. Con này là dòng vang cơ lai số, con này hai con này nó chạy chung một phần mềm, chạy chung máy với nhau, nhưng nó chỉ khác mỗi cái gì ạ? Khác mỗi cái là con này gạt nút gạt, còn con này nó nút xoáy thôi. Ok cho anh em. À ok. Đấy. Có phần mềm đầy đủ các bác nhá. Phần mềm đầy đủ luôn. Riêng gì vọt dòng này thì nó đỉnh của đỉnh rồi. Lên 6 1 2 3 4 5 6 7 2 6 1 2 2 6 7 vật cực mượt các bác nhá. Lòng gì vật của nó cực mượt luôn. Quan trọng là giá thành cũng rất là hợp lý luôn. Một vang như thế này bên em bán chỉ có 1.100.000 đồng thôi các bác nhá. Phần mềm có đầy đủ cho các bác luôn. Phần mềm có đầy đủ cho các bác luôn, rất nhiều cổng ăn chơi các bác luôn. 1 2 3 4 5 6, 6 ngõ chính mọi người nhá. Cộng với 4 ngõ phụ tất cả là 10 ngõ ra. 2 mic sau cộng với 3 mic trước tổng tất cả là 5 mic tất cả, ok. Giá 1.100.000 đồng một con. Ok cho anh em. 1.100.000 đồng bao ship bảo hành 1 tháng cho anh em luôn. Hai cây này giống y hệt nhau, bác nào thích lấy con nào thì đấy nhá. Đấy, phần mềm giống nhau. Đến hai con tiếp theo mọi người nhá. Hai con này này em sẽ chỉ mặt đọc tên luôn ạ. Con mem này là con mem này nó là dòng hàng công nghệ của BMB các bác nhá. Hàng công nghệ của BMB. Cái này thì chắc rất nhiều bác biết rồi. Nó là hàng công nghệ BMB. Con này và con này, hai con này chạy chung một thạch bản các bác nhá. Chạy chung một thạch bản, con là cách chỉnh giống nhau và cách lưu nước mọi thứ giống nhau hết luôn. Chạy chip 920 Yamaha của Nhật Bản, trong hũ 3 cấp đầy đủ các bác nhá. Rất dễ chơi, dễ chỉnh, chỉnh như vang cơ. Con này mà các bác về mà còn không chỉnh được nữa thì chắc không ở đâu chỉnh được nữa rồi. Không có loại nào mà dễ chỉnh được cả. Ok cho anh em. Hai con này thì nó sẽ nhau về tiền đấy ạ. Con này là 1.100.000 đồng các bác nhá. Con mem này màu trắng này 1.100.000 đồng. Cái này là cái camera khi quay vào cái màn hình này đấy, nó phản quang là nó cứ nhảy chứ không phải là nó nhảy đâu các bác nhá. Tất cả mọi thứ nó hoạt động bình thường, không nhảy một tí nào, gọi là có, nhưng cứ quay vào cái camera vào đây nó là phản quang mấy cái này, nó là nhảy. Ok cho anh em. Chỉnh cực dễ các bác nhá. Đấy, chỉnh cực dễ luôn. Đấy, chỉnh cực dễ luôn. Đầy đủ eco gì vọt đầy đủ anh em nhá. Đầy đủ eco gì vọt giá 1.100.000 một con. Ok cho anh em, trong hũ 3 cấp. Còn con dưới này thì giá nó rẻ hơn các bác nhá. Con màu hồng Ago này. Ago này con này chỉ có 990.000 một con thôi. 990.000 một con. Ok, hai con chỉnh giống nhau. Ok cho anh em. Ok cho anh. 990.000 con hồng này. Ok. Đấy. Con này là 1.1 triệu các bác nhá. Con này 1.1 triệu. Đấy, ok chưa? Và em có thể alo cho các bác nghe thử tiếng vang nhại của nó thì nó là đỉnh của đỉnh rồi. Dòng này nó là quá ngọt chứ không phải là ngọt đâu. Đấy. Đây. Em có thể cắm trực tiếp cho các bác luôn. Test. Lên 1 2 6 7 2 3 4 5 6 7 lên 6. Lên 1, 2, 6. Vang nhà cực ngọt người nhá. Những cái dòng mà nó chạy chip 920 Yamaha thì thường thường cái tiếng echo nó rất là ngọt, rất là dễ chơi và dễ dùng luôn. Ok cho anh em. Đây, hai con này. Con này 1.1 triệu, màu trắng, con mem. Con màu hồng này 990.000. Ok, con này cũng 9. Con này nó cũng chạy 920 Yamaha, nhưng con này nó có cổ quang anh em nhá. Có phần mềm đầy đủ cho anh em luôn. Giá nó là bằng con này nhá. Giá là bằng con này, 1.1 triệu. 1.100.000 đồng. Con này là con DP810, có cổng quang đầy đủ anh em nhé. Con này có cổng quang, có phần mềm đầy đủ luôn. Mặt xám lông chuột rất là đẹp. 1.100.000 đồng. Đấy, 1.100.000 đồng. Có nghĩa là 3 con này 1.100.000 đồng. Đấy, 3 con này 1.100.000 đồng. Con này 990.000. Còn riêng con này chỉnh cực chuyên nghiệp, nhưng mà em chưa tìm ra phần mềm nó là cái phần mềm gì. Chỉnh full chức năng, thích chỉnh cái gì chỉnh. Đấy, rất nhiều các chức năng hay. Eco, gì vọt, việc đầy đủ hết luôn. Trong uống, việc đầy đủ. Con này có một con, em bán kỷ niệm cho anh em giá 900k.
anh em nhé, 900k. Con này con ra đi audio đấy, ra quy audio đấy. Con 1.1 triệu này, 1.1 triệu này, 1.1 triệu, 1.1 triệu, 1.1 triệu, 1.1 triệu. Con này 900k và con này 990.000. Ok chị anh em. Đấy, toàn dòng cơ lai số rất dễ chỉnh, dễ lưu anh em ạ. Chỉnh lưu tất cả bao cho anh em, không bị khóa, không bị giới hạn, không bị gì hết mọi người nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp cho em số điện thoại này 0937 481 666 hoặc là Zalo số này luôn. Ok. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm video.